phải làm hết hồn. Trời ơi, bắn vậy mà nó không chết luôn. Ê, thằng này phải người. Ghê quá, ghê quá. Không dám coi nữa đâu. Không dám coi nữa. Nhưng thôi, để coi tiếp coi sao. Trời ơi, cái súng mượt chà bá gì mà bắn nó cũng không chết nữa. Ghê quá đi. Đúng là kẻ quỷ gì có khác. Coi tiếp đi luôn. Thôi, thôi, không coi đâu. Gì đâu mà bắn thầy leo dịch cũng không chết nữa là sao? Biết phim gì không? Biết. Biết ngươi thử coi phim gì. Dạ, quỷ diệt. Mày có bị lú không vậy luôn? Tự nhiên nói tại lú. Chứ phim gì? Kẻ quỷ diệt. Ừ đúng rồi. Lú nói lộn. Coi tiếp không? Coi. Ok. Bật đi. Từ từ. Tiếp. Trời ơi, trời ơi, làm giật mình hoài à. Mấy thằng quỷ làm hết hồn à. Hàng hộ quỷ quá trơn luôn rồi. Bình tĩnh mà coi mày làm gì cứ lưng tưng hoài vậy luôn. Ừ, bật tiếp đi. Trời đất ơi, hay lắm, cuối cùng cũng giết được nó. Phim hay không? Phim hay, hay. Ủa, vậy là hết rồi hả? Bật tiếp đi, đang ghiền. Nè, Sera, thằng đó là nó đang giả mạo đó. Em đừng có nhầm lẫn như Sera. Trời đất ơi, gì đâu mà hai thằng giống y hệt vậy. Em biết nào thiệt, nào giả trời. Tìm đâu kỳ cục. Không coi nữa đâu, không coi nữa. Bực bội quá, suốt ngày bật bao cái phim kinh dị không à. Ủa, làm gì trời? Trời ơi, ghê không luôn? Ghê thiệt luôn á. Gì đâu mà bắn vô cái nhựa nhớt chạy tùm lum à. Mà thôi ba tắt đi. Mày mau có mở phim coi. Mở phim hài á, đừng có mở phim kinh dị nữa. Sợ muốn khùng luôn vậy. Mày không coi nào, tao tắt. Mày cứ lung tung lưng tưng hoài. Tắn đi bà tay bây giờ. Vậy thôi ba tắt luôn đi, con không có coi nữa đâu. Vậy thôi giờ ba tắt dẫn con đi chơi nha. Được 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 được, thôi đi chơi đi, chơi đi. Ở nhà coi phim hoài cũng chán muốn chết luôn à. Nhưng mà bây giờ đi đâu hả ba? Đi quỷ diệt. Tại sao? Mới coi phim xong mà. Đi không? Thôi, mới coi phim kiểu quỷ diệt xong sợ muốn chết luôn, bây giờ rủ tao đi quỷ diệt. Mày cũng đi thôi. Mà quỷ diệt ở đâu? Có gì vui không mà đi? Đi tới Lazada, ở đó họ đang có chương trình giá quỷ diệt. Mày có kịp nghe chưa? Ờ thì đang nghe nè. Mà giá quỷ diệt là sao? Thì là sao? Hả? Hả? Con thiến này bây giờ ăn cơm hết không vậy mày? Hử? Giá quỷ diệt có nghĩa là họ đang giảm giá, hiểu chưa? Ờ bây giờ mới hiểu nè. Con thiến này bây giờ. Thôi thôi thôi, đừng thiến, đừng thiến luôn. Lưu còn gì đâu nữa mà thiến. Thiến hoài lưu giận lưu không đi quỷ diệt với ba nữa đâu nha. Mày dẻo miệng. Thấy không? Rồi thay đồ đi, chuẩn bị đi nè. Nhanh lên. Nghe không lưu? Nghe rồi, đâu có bị điếc đâu trời. Chờ xíu, đi vô thay đồ cái. Cho 2 phút thôi đó ra. Xong rồi, chưa tới 2 giây nữa luôn á. Đi đi đi, nhanh lên. Ấy mà cô thay gì đâu luôn, vẫn bộ đồ đó mà. Mẹ dơ vừa thôi. Thôi nha, ở dơ kệ ta. Bây giờ có đi không nói 1 tiếng đi. Không thôi tôi ở nhà luôn, tôi không đi đâu á. Nóng nực bực bội nãy giờ còn chọc nữa. Ok thôi chuẩn bị đi nè. Ở bên Lazada bây giờ có nhiều chương trình trò chơi vui lắm á luôn. Lưu biết hết. Tham gia trò chơi có khi được nhận thưởng iPhone SE nữa đúng không? Đúng rồi. Hay quá, đi thôi, nhanh lên bà ơi. Không muốn rủ lần theo không luôn. Thôi thôi, để nó nhà đi. Vẫn đi theo nó mua tùm lum hết, chẳng nổi đâu. Có gì đâu, đã nói Lazada họ đang giảm giá kịch sàn mà. Kịch sàn là sao hả ba? Có nghĩa là họ giảm giá kinh khủng lắm, hiểu chưa? Ok ok, hiểu rồi, vậy thì được. Vậy rủ lên đi ba. Ba trả tiền mà sợ gì ha. Trời đất ơi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.